cây tốt quá ha, mấy cây lên 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 à, coi hai ôi chào đồng chí, con tặng ra đồng chí luôn mẹ mày ơi, kìa anh dắt tiền dắt bạc ở tao có thì con mấy con như mẹ con rồi. Tưởng lên sáng giờ giờ mới lên. Mưa chứ sao mưa chứ. Mưa có chút xíu à. Em mưa hồi mấy tới mấy giờ đó? Tới mấy giờ? 12 giờ hay gì đó. Bây giờ mấy giờ? 12 giờ. À. Trời ơi. Mày đía hả? Sao hả? Nó đi có mình đây. Mà coi chị Diệu đâu. Chị Diệu đi rồi. Chị Diệu ta rồi. Đêm là giặc cướp, ngày là quan. Cho nên bây giờ tao mới là quan. Thấy ngoại vô. Hả? Ai ra ngoài hồng quân giữ rồi? Quyền mới hái đâu đi. Trời ơi, lên chị mời đi. Dạo ơi, chị mời ngồi đó. Được, mà ngoài vô này có cái ngoài vô này có cái chỗ ngoại nói chuyện ngon lắm à. Chuyện sao? Nói gì đâu ngon chị. Nói đi theo ngoại. Trời ơi, thấy chưa? Tại mà bạn tiệm ban tập quá. À. Ừ, tiệm ban tập quá mà bà bán bà học bịch miệng. Ừ. Trong gia đình đó, trong quán là có học bịch miệng. Rồi. Còn người mua lại bịch miệng. Ừ. Phạt 4 triệu bạc. Bà nội ra ra ở trong nhà mà tao không bịch mà phạt. Đúng rồi, đi ra là mua bán là phải bịch. Không bịch thôi, còn ngoài nhà là không bịch. Nhưng mà bước ra ngoài phải bịch. Người ta ở trong nhà sao? Nhưng mà mua bán mở vào tiệm. Ừ. Ai kia đừng chỉ đóng cửa thì đừng mở tiệm, người ta không mua. Người ta mua, người ta bịch điện, người ta vô, người ta mua. Còn mình ở trong nhà. Trong nhà mình trong cái trong nhà không có bịch phạt. Nhưng mà ngoại bán rồi, ngoại đi bán đồ, ngoại đừng đi bán đồ đi, không bịch. Đừng đóng cửa thì khỏi bán, không bịch. Bây giờ là quy định là bước ra ngoài đường là phải bịch khẩu trang. Không bịch khẩu trang phạt 2 triệu đến 3 triệu. Cả người công vụ phạt nữa. Nên ngoại mà đi ra ngoài mà tắm xong mà bước ra ngoài nhà ngoại, ngoại đi tắm là nó quất ngoại. Đại ta nói chuyện với ông mày quên. Ông mày ra nói chuyện mày, ông mày ta nói không lợi đâu. Bị làm cài lâm quá ta nói không lợi đâu. Ta không tin. Đúng không? Trên. Vậy sao ngoại không bệnh mà sao ngoại giờ ngoại đi ngoại không dám đi? Ừ. Ngoại nói không có bệnh cái đó ngoại không dám đi. Tao không có bệnh. Nó lộn xộn vô bông á, tao là kỳ cục. Tao không có đi. Trên đời gì mà kỳ cục. Uống mẹ bà cha. Nó lớn cái con không cho nữa. Làm gì không cho? Làm gì không cho ngoại? Không cho cả. Ai nói không cho? Tao. Ngoại nói. Ngoại nói thôi chứ đâu phải người ta. Đúng không? Ừ. Mày cho phải mẹ con vô đâu. Có ăn đi uống đi con. Tao còn một ca rồi, tao còn một ca nè. Mẹ bà cha cái lắm quá. Ông ôi dắt nói lẹ, dắt qua đây kéo dài. Đang ăn gì ngoại? Đang thịt gà. Ngoại có ăn không? Năm con mình đã nói cho. Nói con vậy. Ta đưa tội nào ra mình ba ta bán cho mày 25.000 cây nè, mày bán 30.000 cây. Ai? Ai? À, hai chị em ra. Nào ba ba. Nay là chỗ ngoại ý phải không? Chỗ mà chỗ tao ấy à. Hả? Chở ý nè. Vậy sao mẹ bà ngoại nói con là thứ chủ nhật là mày ngoại kêu mẹ mày chở đi chợ tao hào bán đó. Mà đâu có đâu, nay dịch đâu giống đi. Trời, chỗ này về bán nhiêu cây? Bán 25.000 về bán 30. Hôm qua ngoại mới đòi bán em 30.000 cây đó. Bán 30.000 cây cho tao. Trời ơi, chiến này ế nhiều dữ vậy trời. Trời ơi, 5 cây luôn. Rồi nhà sản xuất đây. Rồi. Ờ, à, tao không có đi chợ được, tao có bán được. Dạ, giờ ngoại đi không? Mai chở đi. Thôi tao không có đi. Ủa sao ngoại nói chủ nhật từng này chở đi chợ bán như thùng, yếu bán cái mũ, bán. Bán chổi. Hả? Đánh hả? Hả ngoài?
Ngoại kêu á, tụi con á, thứ tư nhật là chợ, con ngoại nói chủ nhật là lên chợ bán 12.000 cây á, bà ông bà năm năm đi bà bỏ 12.000 cây á. 5 cây đó ta để dành cho chị em mình, 5 cây bán. Trời chứ ngoại chê à, ổi với ngoại ế à. Ôi. Chứ không ai mua hả ngoại? À. Không ai mua gì? Không ai mua chạy. Sao giờ sao không ai mua, sao ngoại không để ngoại bán đi? Đi chợ bán đi. Tao không có đi chợ mà, tao không có đi chợ. Vậy 5 cây chổi này bán nhiêu? 20.000 phải không? Ủa rồi, 5 cây chổi 20.000 mày. Chứ nhiêu? Là 25.000, 5 cây. 5.000 cây. Mày lát tặc mày đưa tao đi. Con không có mày đấy. Tiền. Chứ mà bán nhiêu cây? Không đó, chị giam mày ra, chị giam cũng được. Thiệt, nhiêu cây nói đi. Nhiêu cây? Cây 25.000. Hai cây 50. Thôi 5 cây để 100.000. Mà cầm mà thì làm cây 100.000 có 20.000 cây à. Thì đúng rồi, con vậy con bán cũng phải có lời chứ. Ừ. Lời con tặc lắm cái lời lời không à. 10.000 cây. 15.000 thôi. Trời ơi. Ngoại thấy có ai mà hồi đó ngoại lấy chở nhiều 15.000 cây phải không? Người ta nậu dừa. Mà về ngoại bán 30.000. Là bán lời gấp đôi. Con này con lời có gấp rưỡi hả? Trời nó có chổi đi. Quét quét ấy cả năm mới bây giờ. Không còn con không quét. Y nguyên. Quét hết gì? Hả? Không quét rồi y nguyên. Ai sao? Nhiều. Được gà gãi giá mình mua luôn nè. À 25 100.000 4 cây. 100.000 4 cây. Rồi phải không? Rồi, không 5 cây 100.000. Rồi 100.000 4 cây. Còn cây 20.000 120. Tao có 100.000 à. 25.000 cây. 4 cây 100.000 cây nữa. Đây 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 cây 200 cái lẻ. 2 cây 50 nữa. À. À, rồi tay con đấy có 20 phần là 100.000 bạc, 120 chứ 100.000 thôi giờ bán có phải giá 100.000 bạc mà mua Covid rồi mà giờ lỗ đổ 12.000 cây giống rồi cộng là 10.000 cây công dân mà một cây chổi có 7 lạng à đâu mà tới 11 ký đâu 2 ký là 2 ký là 2 ký 2 ký là 2 ký 2 ký 2 ký 3 cây 6 ký vậy đó 2 ký 3 cây là có 20.000 hả? À 20.000 là 10.000 bó nữa là 30 vậy nhiêu 12.000 cây bó 24 có 44.000 hả? 36.000 gì? 3 cây của chương trình hả bạn? Quên 3 cây luôn của chương mà xin rồi hả? Mà ngoại bán ra tới 75.000 56.000 bán ra 76.000 bán ra 70.000 75.000 bà ta lấy công là tao cái tao xin công tao tao làm đời cộng rồi tao xin tao chuốc lấy công tao lời cô lấy tiền bó chỗ thôi à, thì lấy chỗ lấy tiền bó chỗ là lấy có 12.000 thật ra ngồi tao ngồi dưới là khung lưng à ra chân ta có tập cái chân người ta rồi ta có cái tập cái rồi cái tay này không tập còn cái tay này có tập người ta chưa và cầm cái dao chuốt với có tập ngay không được mà đúng không giờ sao 12.000 cái chổi 12.000 hai cây 25.000 ngoài lấy cây lấy tiền công thôi lấy tiền chợ bó thôi chừng bó là 120.000 thôi không chịu thôi à là coi là ta đi bạc ở dân đúng chợ ta bà Covid nó đi đây xuống đi phạt 3 triệu bán có 120 mà xuống dưới phạt 2 triệu đó đích lâu nào nè đích lâu nào mình lại mình cắn đi đích mà ghẻ không à ghẻ đâu có ghẻ trời ơi có miếng đích nào đâu người cuối cùng sao cháu có bán không vậy ông ngoại nói câu nè chủ nhật này kêu ông Trinh chở lên chợ Tân Hào á bán không Covid này chứ mấy là đi rồi và kêu ông chở tao lên mà chủ nhật kêu là đi sớm mà chở tao lên Tân Hào mà giờ vụ này tao không đi ủa ngoại nói ngoại không sợ mà sao giờ ngoại sợ
ta lên tầng ngàn, ta nói 30 ngàn cây họ mua tầng. Mua không á? Họ, họ trả lên trả xuống cho là thiệt chứ. Ta 30 ngàn cây đem về. Chưa có ai bó chổi vậy. Sao ngoại không không có học bó chổi luôn đi? Tao không biết bó, không biết bó cầm bó rồi. Vì sao ngoại bó hồi xíu gì chặt? Xiết phải chặt lắm kìa mới bó được cái chổi này. Ừ, tay chân mạnh ra chung chút cái chị mi ấy. Mi ấy bị chặt. Giờ làm sao? Để nó cột cái dây mình đó. Bực bội nha, Trinh. Ông ở đấy con gì vậy? Hãy bộ mày ơi. Mày bực bội vậy đó. Bực thọt vô đây rồi cây thâm khám ra. Đó, dây giải nè nè nè. Đúng rồi. Trời ơi, cái này nó đùng con quần của tôi là trời ơi trời. Ai mà lấy dao cho cột mày? Hả? Dây quần. Thầu mất. Cái dây quần quần. Cái dây quần của tôi là. Dây quần đâu đó? Nè nè ngoài lại đi, cứ lấy gì khác cho ngoại. Lúc gì ăn cũng đi. Thôi con tao đâu có mà tao có ăn. Ủa vậy ngoại thần chi? Dạ. Kêu ngoại cúng đi đâu kêu ngoại ăn. À kêu ngoại cúng đâu kêu ngoại ăn. Mọi người nói là cúng thôi chứ không có cái ngoài ăn rồi. Mà lúc đó sao không có ăn, không có đem thuốc nữa tà mình. Đem mà dưới cúng rồi 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 cúng lên nút nhang. Chúng ta không có cúng nữa không à. Lên nút nhang cái ngoài. Thôi thôi, tao làm cúng nút nhang thì. Tao thấy chưa, ngoài giờ thôi giữ chừng rồi đó. Kêu cúng. Vậy ngoài thờ bà cố gì vậy? Cái gì, hết tiền hả? Hết tiền chưa? Mới thấy trong túi còn 50 ngàn. À. Con có lấy vàng đừng có thừa con nha. Trong túi ngoại á, nãy là trong 50 ngàn trong túi ngoại à. 50 ngàn ngoại ăn được đây tới luôn rồi. Con ăn tao, con ăn cơm. Ngoại ngoại cột 150 ngoại cột nên lấy à. Vậy sao ngoại đưa đi được ta? Không cột bằng cái dây này nó chắc hơn cái gì dây chuối này nè. Dây chuối cột được. Trời ơi, lộn ruột với ngoại quá. Vậy mà bài 2 ra sợi dây vậy. Bây giờ nhiều đâu còn đâu nữa, thật có nhiêu đây hà. Cái gì? Gì vậy? Dạ, yeah. Giờ rút tờ nào? Nè, đâu rồi, tiền đâu rồi? Còn nhiêu nữa? Rồi, nhiêu rồi được rồi. Bớt không? 100 ngàn phải không? Thôi, 120. Không bớt gì tương hả? Bán trộm không bớt gì ngoài? Bớt cũng cặt đâu, đâu, chứ cầu lấy nhiêu đây thôi rồi. Cho nó. Làm ba hai ba chỗ được cái đặng đi. Còn cái để như đó tao không đặng. Chỗ còn ế vậy nữa kìa. Ôi cái tay chỗ của ấy của người ta là bán rồi. Ai vậy? Bán chưa? Không bán mua luôn. Thôi bán rồi. Thiệt không? Bán rồi cái dặn này đó hả? Quét cái nhà trong nhà coi. Quét rồi. Trong nhà mà quét rồi người nào? Nè giờ bán mấy cái chỗ luôn không? Bán mua luôn nè. Ngoại. Bán hết luôn không? Bán hết rồi. Được có bóng tay à. Bán hết luôn không? Đây về là dặn qua rồi. Thì giờ bán không? À. Bán không đem chợ bán luôn. Hả? Rồi lấy rồi đình lấy đi. Bỏ xác rồi đưa cho giờ bốn cây đó 70 ngàn. 70 ngàn, 100 ngàn, 70 ngàn gì vậy? Ủa, 4 cây. Ờ quên, 3 cây 70. Con tặc là 4 cây người ta làm rồi. Thì giờ 3 cây 70 đúng 25 ngàn cây. 4 cây mà 4 cây mà chở có 3 cây đâu 3 cây. Bây giờ nào mà phải bán 3 cây 70 đúng không? 25 ngàn. Ừ. Bây giờ con mua 3 cây, sau mà họ có mua 1 cây nữa. Có công của họ không quá. Là 95 ngàn. Lấy. Rồi giờ bán nhiêu? 4 cây 100 ngàn. 95 ngàn không chịu lên lấy bán 100 ngàn. Không gì đâu ra hả? Hả? 4 cây 100 ngàn. Trinh, cây quét nhà đi. Giờ quét chi? Ơi, ngồi coi nè, bao nhiêu rác nè? Quét chi? Ngoài. Rác về ngoài nó không có rác mà nó quét rồi. Rồi nó tóm lại là giờ 4 cây chỗ này 95 ngàn phải không? Gì 95 ngàn chị? 90 ngàn. Nè hỏi nghĩ đúng không? 3 cây 70. 1 cây 25. 70 với 25 ngàn nhiêu mà sao? 100 ngàn tao không muốn bán nữa. Giờ ngoài đá đi bán đi. Rồi mà đi nè. Rồi bên đấy rồi 12 ngàn cây. Đó. Rồi 10 cây 120 ngàn.
120 ngàn rồi gần 5 cây là nhiêu? Tại 5 cây mà nói cái gì con không hiểu hả? 5 cây 12 ngàn cây, 5 cây là 60 ngàn tiền công. Ừ, 5 cây 60 ngàn tiền công, 2 cây 60 ngàn nữa là 120, là 120 là tiền công. Cái gì? 12 ngàn cây tiền bó. Ừ, 5 cây 60 chục cây 120 ngàn. Rồi thì chục cây người bán 150 thôi. Chục cây người bán 150 thì quả đó là ngoại bỏ công lấy công làm lời. Chục cây 150 là tại sao nhiêu? Là nhiêu? 15 ngàn cây. Ừ. Rồi thêm gái thêm công coi luôn đi. Vậy chứ ngoài đó là ngoại lấy công, ngoại làm lời thì ngoại lấy công đâu có lời. Công vừa 10 ngàn một kilo á, công vừa phơi khô chặt ra thành phơi khô 10 ngàn kilo đó ông nội. Mà công vừa đâu phải là công vừa của ngoại, là ngoại đi sinh nữa. Bởi vậy sao phải lấy công, bởi lấy công làm lời chứ lời 3 ngàn cây được rồi. Bởi chị em mày đừng ơi, hôm qua không chịu lộn qua. Giờ nhiêu nữa nè? Không à. À, xin lỗi, xin lỗi cô. Cái này ở nhà tôi mời. Rồi ở bốn... nhà, ở nhà tôi mà. Đây 4 cây đúng không? 4 cây, 4 cây 100 ngàn nữa không? Thêm nữa không? Thôi 100 ngàn là 50 ngàn, 2 cây 50 ngàn, 2 cây là 2 rồi. Thôi thôi là 5 ngàn, 95 ngàn. Thôi mày con tặc tao nè. 3 cây 70, 25 ngàn nó là 95 ngàn. Ồ, nó vô về rồi, vô. Chủ nhật tiếp. Vừa hết tiền mua đồ lương thực, không có biết nó hết tiền rồi. Ê, ê, mò cái gì? Còn 50 ngàn đâu? Đây bên đây. À, ghê không, ghê không? Ừ, cái truyền trỗi bên đây chỉ tiền. Có hết ngoại túi nào ngoại? Nè túi con trống nào? Ngoại nhỏ. Nguyên bắt đầu đi tắm. Mua đồ của nó. Lại... là cho cố gái gái. Ôi, nó đi với ngoại, nó đi với bạn đầu ngoại, tao nói cho ngoại á. Giờ thay bà nội lấy quần áo tôi đâu. Ngoài thấy không? Thôi mẹ con mà tránh lình. Con có lại cái gì à nghe? Không nhà có đâu rồi. Đi thông ra ngoại cho nó làng ngoại. Tụt vô quần. Đi xuống với cá rẻ luôn. Trời đất. Tụt quần á. Đi cậu. Đi không đâu. Không đâu. Hồng Nguyên mặc đồ quốc đó. Để anh mở tụ trận đây. Sang năm là Nguyên nó bự hơn ngoại và cao hơn ngoại nữa. Cao hơn đỡ bự hơn cao. Rồi giờ sao cao hơn rồi sao? Gà được không? Đây gà cho. Còn nó mà gà hoài không được cái nào. Trời ơi, ăn cơm ăn gì vậy? Ăn cái tôi chứ. Ăn rồi. Rồi coi bóng tay bóng chân gì không có cắt gì cùng hết trơn à, trước ba cộng vừa cùng hết trơn à. Có dao đó cắt luôn rồi nói gì nữa hả? Đang cắt à? Thôi tự cắt cùng hết trơn à. Không ăn không đi mà không á nó mệt á, không sát quá giờ sát quá mệt, mà không sắm cây gậy đi. Thôi giờ khỏi cái vậy. Tao sắm cái gậy đi chắc là thôi tụi bay chôn tao sớm. Không giờ là phải nẹp cái lưng sau lưng ngoài cái cây lên. Gầm lên. Có canh có đồ ăn rồi, cá chiên ở trong. Ủa nào mà có mua cái biển không? Không. Có biển mua mà không tới nay. Hồi sao trở về hết Trinh. Đứa chở bó nha. Chị. Đứa năm đứa bốn. Ủa ai chở gì à? Ủa tao chở gì tặng ban, mày cũng chở tặng ban mấy lần rồi chứ không có ban ha. Đúng rồi. Ừ. Rào ai muốn trời của mình á. Dạ đi dài dài đi, đây giờ trả là rau. Con gì? Con mất nó bán đồng phòng á. Anh dạy là một tiếng mà bên đường bán ngay nè. Dạ. Đường mà thằng Trúc nó bán đồ hàng xét đó. Giờ là con sao? Có giờ sao nè? À? Chở thì đó nó đi đường ra không bán được, nhiêu bán ngang 50 ngàn cây.
Mẹ ông cướp không mở ông trống mà chỗ gì 50 ngàn cây. Thì bán được nhiêu bán. Rồi thì giờ quyền chỗ chị rồi, chị bán nhiêu chị bán. Con lời quyền của con. Ừ. Giờ con ghi con đóng dọc rồi của kia cái cụ mình vô cái bán được 150 cây. Sướng không? Cho ngoài coi hài kìa. Hài gì hay hay bắt hài á, đừng có bắt cái lương. Trời ơi cái lương. Hài á bắt bấy lần hài gì á. Coi một chê khen nữa. Hello quý khán giả, thì bây giờ mình đèo chỗ này về mà không biết sao đi dưới đường nhà bán không biết sao đây nè. Chinh lấy con bó đi Chinh. Sao hả? Lấy con bó đi. Lấy dưới gì làm vậy? Về cho bà nội Nguyên Quyên. Đây quý khán giả chỗ này. Bây giờ Covid ngoại không có dám đi chợ bán nên mua về bán lại cho bà con cô bác, ai có nhu cầu mua chỗ thì liên hệ nha. Chị ế đây. Chị ế của ngoại đây. Trinh Quyên có bán chỗ cho cố không? Dạ quý khán giả. Bây giờ lấy con dây Quyên. Đây là chỗ của ngoại. Chỗ đẹp lắm quý khán giả. Đây. Đẹp như gái 10 tấm chưa? Đó. Bây giờ chúng mình sẽ đem về và mình đem về và mình sẽ đi bán và 25 ngàn, chiều này ra chợ bán 25 ngàn, 30 ngàn cây mà nãy chia 25 ngàn quý khán giả, không bớt nha, không bớt 1 ngàn nào luôn. Và mình hẹn quý khán giả vào lúc sau. Máy bay see you again. Bác sợ Covid không dám bán. Trinh nó cuốn mấy lận sao mà lấy được. Rồi về cho ra đó 4 cây đó, thấy chưa? Bán chổi tuyệt vời. 25 ngàn cây, cây đó của bà Hai á. Chỗ này của bà Hai nè. Chưa có bó rồi, chưa có quét của bà Năm Ly kia. Bán cây cái này là của bà Năm Ly. Lấy cây này, ba cây này, cây kia đi, không có thử đi mày lấy đi. Đó em lấy 1 cây đó. 25 ngàn cây, 25 ngàn cây. Tao thấy mày lấy 3 cây. Lấy 1 cây à? Má ơi. Vậy lấy 2 cây đi. Không phải đây, cột chính một bó vậy nè. 2 cây đi, cây này cây kia. Quét cho mày biết. Quét cái gì? Quét mà quét cho mày biết nữa là sao? Chỗ nào mà quét không được ông nội. Quét cho mày biết cái chỗ của bà này. Cho người ta qua kìa. Bà Danh mua chổi không bà Danh? Mua chổi không? 25 ngàn cây. Mua không tháo ra luôn. 25 ngàn. Rồi. Đó, trời ơi, tao nói bán cho cụ mình cho nó hết. Giờ bán chổi luôn rồi, giờ sao mà bán chổi luôn rồi. 25 ngàn, 25. Cây nó đẹp nhất á. Đào dừa. Đào cọng dừa. Dừa. Ờ. Cọng dừa. Ba cái nhánh bàn phượng như rớt. 25 ngàn, 25 ngàn. Đó, trời ơi. 25 ngàn một cây. Đó. Bà ngoại bán 25, bán lại 25. Bán giùm, bán giùm. Rồi cột lại chưa? Có ai mua chổi. Dạ. Hữu Hồng tưởng chưa 20 cây chổi chứ. Rồi hết hồn rồi. Tôi bán có mấy cây rồi kêu tưởng tới 20. Nó bán 20 chứ nó. Rồi, bán được 2 cây 50. Đó, trở về. Rồi, chiều mai gì chút nữa có người kiếm nữa chứ gì. Đó. Chỗ đó 25 ngàn một cây à, quét biết chừng nào. Đó, có người qua tới mua, có người mua, có người mua, bà bãi mua. Bà bãi mua, bà bãi mua. Chỗ là mua ra bà kẹo. Ừ. 25 ngàn rồi. Hay quá. Dạ đó. Rồi. Không có Covid bà ngoại không dám đi chợ bán. Bà kêu nhờ bán giùm. 25 ngàn cây, 25 ngàn. Trời ơi, tao nói. Ủa, đổi chỗ mới không? Cái chỗ. Cái chỗ mày định giục đi. Mày hả bà? Đổi không, đổi không? No. Mua 10 ngàn. Thôi coi đi ông nội. Này rồi có 25 ngàn. Chị còn nhẹ nhẹ, chị em vô về tới nhà rồi. Kêu ngoại kia sáng ra chợ mày ngồi đi. Mày bán chút xíu hết à. Ra chợ ngồi luôn à? Ờ, kêu ra chợ ngồi đi bán chút xíu hết à. Bán xíu hết. Rồi. Còn 6 cây. Lấy cái cây 9 cây nữa. Em lấy 9 cây.